Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tính năng mà giúp cho các bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong công việc cũng như trong cái cuộc sống hàng ngày khi mà chúng ta sử dụng iPhone nhé. Đó là tính năng thay thế văn bản trên iPhone nha cả nhà. Khi mà nhắn tin, thay vì gõ một dòng dài, chúng ta gõ một vài từ là xong thôi. Để làm thì anh chị sẽ vào phần cài đặt này, sau đó thì kéo xuống phần cài đặt chung nha. Đó, vào phần cài đặt chung, sau đó mọi người kéo xuống cái phần mà bàn phím, bàn phím này, rồi vào nhìn thấy chữ là thay thế văn bản, mọi người bấm vào thay thế văn bản này. Đó, sau đó thì ở đây mình đã có một số cái từ mình đã tạo như số tài khoản, địa chỉ đó, và này. Mọi người có thể tạo bất cứ cái ký tự nào mà mọi người muốn. Ví dụ mọi người sẽ tạo cái mới, mọi người sẽ vào cái dấu cộng này. Đó, sau đó thì cái cụm từ chúng ta cần gõ, ví dụ như là ở đây mình sẽ gõ là cái số điện thoại chẳng hạn. Đó, số điện thoại thì các bạn là bao nhiêu thì các bạn muốn gõ vào, các bạn bấm vào đây thôi. Sau khi mà gõ xong á, mọi người xuống cái phía dưới cái phím tắt á. Đó, phím tắt thì mình để ba từ thôi, số điện thoại viết tắt và không dấu nha. Đó, sau đó thì nó đã ra đây rồi nè. Đó, nó sẽ xếp theo thứ tự ABCD á. Rồi, sau khi chúng ta gõ được rồi thì bây giờ mọi người sẽ thử vào trong cái phần tin nhắn chẳng hạn. Mình sẽ gõ một cái tin nhắn gửi cho ai đó. Đấy, khi chúng ta mà muốn gửi cho ai đấy thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhá. Thì trong cái phần soạn văn bản này mọi người sẽ gõ vào, ví dụ như mọi người sẽ gõ tắt là đó, số tài khoản, thì nó sẽ tự động nổi lên cái khúc nội dung ở số tài khoản của mình đó. Rồi mọi người sẽ gửi thôi. Đó, thấy chưa, rất là dễ. Nó sẽ ra, mọi người đỡ rất là tốn nhiều thời gian. Rồi địa chỉ này, gõ chữ DC vào là nó sẽ ra địa chỉ, rất là đơn giản đúng không ạ? Đó, và như vậy thì khi mà chúng ta có một cái đoạn văn bản nào đó mà chúng ta thường gửi, ví dụ như là số tài khoản, địa chỉ liên hệ, số hotline hay là những lời chúc Tết, thì các bạn gõ sẵn vào đó. Sau đó thì các bạn sẽ cho một số cái từ khóa dễ nhớ vào. Khi chúng ta chỉ cần gõ 2-3 cái từ đó thôi là cái đoạn văn bản nó đã sổ ra rồi. Cần như vậy thôi là chúng ta có thể tạo được tất cả những cái từ khóa mà chúng ta cần. Sau đó thì chúng ta có thể gửi được trên tất cả các nền tảng nha, Zalo, Facebook, Messenger hay là tất cả những chỗ nào mà chúng ta gõ được văn bản lên thì những cái chữ đó chúng ta đều có thể sổ ra được hết nha. Như vậy thì hiệu quả công việc của các bạn sẽ tăng lên và chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian nha. Và chúng ta có thể làm được nhiều công việc hơn, hiệu suất công việc tăng lên và công việc của các bạn thì nó tiến triển hơn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.